Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình đang ở tại một quán cà phê có tên là Barbaro tại Sài Gòn. Thì đây là một quán cà phê kiêm bar và pool party. Đây là một trong những quán mà khá là nổi trong thời gian vừa qua tại Sài Gòn. Thì hôm nay mình có dịp vào Sài Gòn thì mình sẽ tới trải nghiệm quán cà phê này. Bước vào quán cà phê thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái bể bơi ạ. Bể bơi thì này thì cũng có thể là bơi để dành cho trẻ con thôi, chứ không dành cho người lớn ạ. Nhìn thấy ở đây thì rất nhiều những các em trẻ tuổi gọi là Gen Z tới đây để quay phim và chụp hình, thì cũng chắc chắn là phải là quán rất là ok thì mọi người mới đến quay phim và chụp ảnh nhiều như vậy. Ở bên ngoài này, đây là sân vườn. Đây là một khu vườn ngồi ngoài trời. Mình sẽ đi từ ngoài trước nhá, để trải nghiệm cái không gian ở bên ngoài, rồi sau đó mình sẽ vào phía trong sau. Đây là khu vực bể bơi ngoài trời để có thể là được pool party buổi tối. Đây bên này mọi người có thể nhìn thấy là mọi người đang chuẩn bị để buổi tối cho chương trình ở đây. Và đây còn có cả bàn DJ này. Đây chính là khu vực bên trong của quán cà phê kiêm nhà hàng. Bên trong thì rất nhiều các bạn Gen Z đang ngồi ở đây. Không gian thì rất là tươi trẻ đúng không? Đúng theo kiểu là các bạn Gen Z 2000. Nhiều góc và rất nhiều điểm có thể check in chụp ảnh được. Mình rất hay và rất thích đi những quán cà phê để có thể trải nghiệm được cuộc sống cũng như là phong cách của các bạn giới trẻ cũng như là người lớn tuổi. Vì mình đi rất là nhiều các quán và có cơ hội để đi. Đây là khu vực quầy bar. Quầy bar cũng được thiết kế ở phía góc này rất là đẹp. Ở đây còn có cả bán cả bánh ngọt nữa. Điều đặc biệt nhất ở quán cà phê này đó chính là trên tầng 2. Và lý do tại sao đặc biệt thì xin mời mọi người đi lên tầng 2 của mình. Khu vực tầng 2 của quán cà phê đó chính là khu vực bày bán quần áo. Mà quần áo đây, các bạn biết là quần áo như nào không ạ? Đây là quần áo của những cái bạn mà KOL nổi tiếng. Ví dụ như Thảo Nhi Lê này. Đây chính là cô Hà Linh. Đấy, bạn gái kiêm bồ của mình. Quần áo ở đây thì bày bán đều được là những cái mà các bạn mà KOL, các bạn mà người nổi tiếng đã dùng rồi. Và vợ mình ở đây cũng đã chọn được một món đồ. Cái này là của JW Anderson nha mọi người. Dạ, đấy. Cái cả Uniqlo này. Đấy. Đấy. Và chồng sẽ là người trả tiền nhá, không phải vợ đâu. Đấy, mọi người đến đây thì quán cà phê vừa được ăn uống, vừa được cà phê, vừa được chơi pool party và vừa được mua sắm những cái mà món đồ của những người nổi tiếng đã mặc để trong những sự kiện cũng như những buổi chụp hình của họ. Đấy, và nếu mà các bạn mà có điều kiện thì có thể tới cái quán cà phê tên là Barbaro tại số 2 Nguyễn An, phường Thạch Mỹ Lợi, Sài Gòn nhá. Mình hôm nay mình vô tình đến đây thì mình quay mình trải nghiệm thôi, chứ mình cũng không có là gọi là quảng cáo hay cái gì đâu ạ. Nhưng mà mình thấy đây là một quán rất là hay, mọi người có điều kiện thì có thể đến xem ạ.